大家好，在越南九哥拿着国王财神酒越南到这走，九哥国王财神酒让你桃花财源上头，广告千万要看，呵呵，男女老少都可以喝，100岁都可以喝啊，没有任何副作用，有副作用依赖性不可能这么多功能。今天是啥呢？哎，不知道说啥。三高、腰椎、颈椎、风湿、尿酸，喝一次就好，可以，没有任何副作用依赖性。如果有副作用依赖性，不可能这么多功能。今天一路上，老婆回来都跟我舅舅的，不怎么开心，不怎么那啥。今天跟他谈一谈，不知道什么让他不开心了。刚从车小那回来，吃饭回来，走，带你们去看看。我家俩小猫咪。哎呀，还没给他老婆弄呢，老婆是切瓜呢。刚刚不是吃了很多瓜吗？为什么回家还削瓜？我和你说话呢，没有听吗？没听。为什么没有听？来来来，你哪里不开心和我说，不要学了 ，OK 了。走来，我这家里连个手机支架都没有，可能我们这个凉快用那个当支架。快点回来，过来，我不想和你说，你过来。你不想说，我去方老喝酒了啊，找妹妹去了啊。过来。为什么我看你回来不开心？为什么多陪伴久别后不悔？我可以开心吗？车小做了一晚上的饭给你吃，你回来不开心？车友làm cơm cả đêm cho bạn ăn, bạn về không vui? 不是他，是你，你不好。我哪里不好？我说。你。Tại sao quần áo của bạn lại ở nhà của cô ấy?为什么你的衣服在他家？为什么？你。中单。你都说完，还有什么不开心？只是因为衣服吗？bạn nói xong còn có gì không vui? chỉ vì quần áo sao? 不是。tại sao cô ấy lại có máy tính?为什么他会有一台电脑？cô ấy không có tiền, có phải là bạn mua không? 他没钱了，是你买的吗？ tôi thấy đồ dùng trong nhà cô ấy đều là của nhà chúng ta, rất lâu rồi đã bị mất. 我看他家的东西都是我们家的，早就丢了。và cả điện thoại cô ấy dùng là bạn mua cho cô ấy phải không? 还有他用的手机是你给他买的吗? không phải tôi ích kỷ nhưng tôi muốn vợ chồng không được có bí mật với nhau. 不是我自私，而是我希望我们之间没有秘密。hôm nay bạn đã giấu tôi rất nhiều. 今天你对我隐瞒了很多。tôi đã hiểu vì sao.Tôi nói muốn đến nhà cô ấy, bạn lại không đồng ý. 我明白为什么我说我要去他家，你却不同意。Tất cả hôm nay tôi đã biết. 我现在都知道了。Bạn giấu tôi quá nhiều bí mật. 你瞒着我太多秘密了。嗯，给你。哎呦我的妈呀！那都是以前的事情。
đó đều là chuyện trước kia. Bố. 他用的都是我们用剩下的厨具。 Tất cả những gì anh ấy sử dụng là đồ dùng nhà bếp còn lại của chúng tôi. 我只给他买了一个新的电饭锅。 Tôi chỉ mua cho anh ấy một nồi cơm điện mới. 我说。 Bạn. Không phải tôi ích kỷ, nhưng tôi tức giận vì bạn đã giấu tôi rất nhiều bí mật. 不是我自私, 而是我生气, 因为你对我隐瞒了很多秘密。 Cô gái rất tốt, nhưng bạn không tốt. 女孩很好, 但你不好。 我说, 你为什么瞒着我这么多? 我说。 你为什么瞒着我这么多? 我说。 我要慢慢告诉你。 Tôi sẽ nói với bạn từ từ。 我给他拿我们家的厨房用品，也是为了省钱。 Tôi lấy cho anh ấy đồ dùng nhà bếp của nhà chúng tôi cũng là để tiết kiệm tiền. 那个苹果电脑一点点钱。 Máy tính Apple đó có một chút tiền。 他那个时候没有工作，在家很无聊，每天看视频。 Lúc đó anh không có việc làm, ở nhà rất chán, mỗi ngày xem video. 他用的电话是我用剩下的。 Chiếc điện thoại anh ấy dùng là của tôi. 又不是新的。 Cũng không phải mới. 我看那个电话很卡，所以我给他买个iPad电脑。 Tôi thấy điện thoại đó rất đẹp, vì vậy tôi đã mua cho anh ấy một chiếc máy tính iPad. 没有很多钱。 Không có nhiều tiền. 那个房间很差，我帮他装修房间，所以换了一件衣服。 Phòng đó rất kém, tôi giúp anh ấy sửa sang lại phòng, vì vậy tôi đã thay một bộ quần áo. 我帮他墙上贴纸。 Tôi giúp anh ấy dán trên tường. 那个房间很破旧。 Căn phòng đó rất tồi. 是我帮他贴上墙上的壁纸。 Tôi là người giúp anh ấy dán hình nền lên tường. 我衣服在那里。 Một bình của tôi ở đó. 我上衣在那里，又不是内裤在那里。 Áo khoác của tôi ở đó, cũng không phải quần lót ở đó. 我在那里一件上衣能说明什么？ Tôi ở đó, một chiếc áo khoác có thể nói gì? 你怎么总是想那么多？ Tại sao bạn luôn nghĩ nhiều như vậy? Nếu tất cả đều được bạn nói trước với tôi, thì đó là thông báo. 如果这一切都是你事先告诉我的, 那就是一个通知。 Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều tự tôi tìm hiểu và tự tôi biết. 但是现在所有的事情都是我自己研究和知道的。 Bạn không hề giải thích. Mà bạn đang giải thích với tôi. 你在向我解释。 Đó là ngụy biện. 这是谬论。 你看这几天你刚刚我让你认识车晓。 Ngươi xem mấy ngày nay ngươi vừa rồi ta cho ngươi biết xe hiểu. 谁知道这么快他让你去他家吃饭。 Ai biết nhanh như vậy, hắn bảo ngươi đến nhà hắn ăn cơm. 我本打算慢慢和你说，让你慢慢知道。 Tôi vốn định từ từ nói với bạn, để bạn từ từ biết. 你看那里。 很小很臭，我怕你不喜欢。 你这么好，为什么我说我散懒？我散懒，不是喜欢不喜欢。你不给我信，今天他说我懒，你还有给我信？我说。Tại sao bạn mua máy tính cho anh ấy? Máy tính đó bao nhiêu tiền?
你为什么要给他买一台电脑呢？那台电脑多少钱？一点点钱，只有800万。một chút tiền chỉ có 8 triệu. Nì biên của nì của xã mà. OK, tôi đưa bạn 8 triệu. Bạn đi mua giùm tôi một chiếc máy tính. 好，我给你800万，去帮我买一台电脑。我傻吗？编我？你看，今天你编我很多。那你看那个电脑多少钱？ Bạn xem máy tính đó bao nhiêu tiền? Bạn bè của tôi mua một cái máy tính như vậy, có giá hơn 20 triệu. 我朋友花了2000多万买了一台这样的电脑。可能不一样。có thể không giống nhau. 我买这个最老款。tôi mua bộ cũ nhất này. 你真不好，你比我肯多。tất cả đều tự tôi thấy và bạn đang nguyện biện cho những lỗi lầm của bạn. 这都是我亲眼所见，你在为自己的错误辩解。Nếu bạn tự đọc nói với tôi thì tôi sẽ tin tưởng bạn rất nhiều. 如果你亲身跟我说，我会非常信任你。Nhưng bạn không tự giác. 但你并不是自觉的。Bạn nghĩ tôi phải làm sao? 你觉得我该怎么做？你要相信老公。Bạn phải tin tưởng chồng mình. Làm sao tin tưởng khi có rất nhiều được? Làm sao tin tưởng khi có rất nhiều sự thật được phơi bày? 当如此多的事实被揭露时，如何相信？哎呦，你没给我机会呀！Người không cho ta cơ hội. Tại sao ở đó có rất nhiều quan chủ? Vì sao? Tại sao ở đó có rất nhiều rượu vua? Vì sao? 那里有这么多国王的酒? Có phải mỗi ngày bạn đều ở đó uống rượu đúng không?你是不是每天都在那儿喝酒？ Bây giờ tôi đã biết lý do vì sao buổi tối tôi gọi bạn thường không bắt máy. 现在我知道为什么晚上我打电话给你的时候，你通常不接电话了。Và về nhà rất trễ. 很晚才回家。知道了。我承认我在那里喝过酒。Tôi thừa nhận tôi đã uống rượu ở đó. 我帮助他，他为了感谢我。Tôi giúp anh ấy cảm ơn tôi. 但是我们什么都没有。Nhưng chúng tôi không có gì cả. 只是在那里喝酒。Chỉ uống ở đó. 你看这几次，我们吃饭见面，他都没有喝酒。Người xem mấy lần này chúng ta ăn cơm gặp mặt, hắn cũng không có uống rượu. Ta đâu có hơi hơ rượu. Hắn đều không biết uống rượu. Chứ rồi tôi tự hơ. Chính là tôi tự uống. Bây giờ bạn nói gì tôi cũng đều không tin. Hiện tại, bạn nói gì tôi cũng đều không tin. Bởi vì đó tất cả đều là những lời giải thích người Việt.因为这些都是谬论的解释。我当初就不应该告诉你这件事。Lẽ ra tôi không nên nói với bạn điều này ngay từ đầu. 现在真的让我很累。Bây giờ thực sự làm tôi rất mệt mỏi. 不想跟你。
不想和你解释太多。Em không muốn giải thích quá nhiều với anh. 我真的很后悔和你说。Tôi thực sự hối hận vì đã nói với bạn.如果你相信我，就不要问这么多。Nếu bạn tin tôi thì đừng hỏi nhiều như vậy. 我说，tôi có thể tin tưởng bạn không khi tất cả sự thật đều phơi bày trước mắt tôi? 当所有的真相都在我眼前时，我还能相信你吗？可以信你吗？Nếu là bạn đặt trong hoàn cảnh của tôi, bạn có thể tin vào bạn không? 如果你处在我的情况下，你会相信自己吗？ Nếu tôi cũng giúp một người đàn ông khác và đến nhà anh ấy vào mỗi buổi tối để uống rượu, thì bạn có tin vợ bạn sẽ trong sạch không? 如果我也帮助另一个男人，每天晚上去他家喝酒，你会相信你的妻子是干净的吗？đặc biệt tôi và bạn đều không bắt máy. 特别是我打电话你都不接。你知道我电话的另外一个电话。你知道我和你有联系方式那个电话没有手机卡。Bạn biết tôi có thông tin liên lạc với bạn, điện thoại đó không có thẻ điện thoại di động. 我都可以电话你。三个都可以电话。没有，你微信没有了吗？不是微信，电话。有的时候我不看吗？我不看吗？我不看吗？三个，你看，你看。bạn đang giải thích một cách trống rỗng。你的解释很空洞。không có logic。我说，如果你总这样多想，我们以后不会好。Nếu như ngươi luôn nghĩ nhiều như vậy, chúng ta sau này sẽ không tốt. 我现在不想和你说了。Giờ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. 你让我好累。Cậu làm tôi mệt quá. 如果你让我不累，以后有什么和你说什么。Nếu như ngươi làm cho ta không mệt mỏi, sau này có cái gì cũng ngươi nói cái gì. Chưa, chưa, chưa. Ngô, 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 ngô. Nếu bạn không giấu giếm tôi, thì tại sao tôi phải hỏi nhiều như vậy? Nếu bạn không giấu giếm tôi, thì tại sao tôi phải hỏi nhiều như vậy? Chưa, chưa, chưa. Cái gì?我真的是老婆不理解我，我希望大家能理解我。之前所有的视频大家看一遍，从头到尾，我送她礼物也好，什么的也好，没有半点就是说是其他的想法。哎，今天是真的是领领也是，哎，我也不知道说啥，我嘴比较笨。好了，今天我就更新到这里吧。嗯。